nhớ, sáng cậu đi cậu bận quần dài mà sao giờ bận Dạ tà lỏn, quần dài đâu? em mang cái xác em về đây là may lắm rồi, còn cái quần của em chắc là ở ở chỗ thằng Đực À, thôi tôi biết rồi. á. Chắc là xuống dưới đó ve vãn con hành bị thằng Đực bắt gặp, đúng không? Cũng tương tự Tương vậy. tự cái gì nữa, ngay chốc rồi chứ còn tương tự cái gì nữa. Dạ Tôi là tôi rành cậu quá mà. Con gái ở cái làng này nó thấy cậu tới là nó giông tút lút hết không có đâu, trơn nó giông là nó giông theo em á. Nhưng mà thầy ơi, bây giờ thầy có cách gì? dễ gì thằng Đực nó trả cái quần cho cậu. Cậu Dạ nó phải giữ đại để nó làm tang chứng chứ cậu. Dạ đúng rồi. Chà, cái quần này mà nó đem ra ngoài làng nó kiện là cậu kẹt lắm á nghe cậu. Dạ Cho nên trong cái vụ này á, mình phải dùng cái kế là tiền hạ thủ vi cường mới ổn cậu ơi. Người ta thường nói là tiên hạ thủ vi cường mới đúng chứ à. Cậu bết quá. Dạ Đối với cái làng này á hả, muốn làm cái chuyện gì á phải có tiền là xong xuôi hết ráo à cậu. em hiểu. Đừng nhìn. Điếu thầy 2 đồng, uống nước. Cho tiền uống nước á. Tiền mà vô túi rồi á, ý nó chạy lên con mắt. Cậu nhìn vô con mắt tôi á, khi nào con mắt tôi nó sáng lên á thì cái đầu tôi nó sáng theo. Cậu nhìn khi nào nó sáng cậu báo cho tôi nghe cậu. Ủa em đâu có thấy nó sáng đâu, Kỳ lắm cậu ơi. mờ quá. Mắt tôi không có tiền là nó không sáng cậu ơi. 2 đồng rồi đó. 2 đồng này là 2 đồng uống nước. Còn cậu muốn thắng trong cái vụ này á, mình phải dùng cái kế là nhất cử lưỡng toàn mới ổn cậu ơi. Nhất cử lưỡng toàn, em không hiểu. Cậu bết quá. Tôi nói cậu nghe, cậu muốn thắng á, 2 chập ít nhất cậu phải mất 10 đồng. 5 đồng một con gà trống thiến á là cậu lấy lại cái quần. Còn 5 đồng con gà trống thiến thứ hai tôi cho thằng Đực nó đi ở tù luôn. Cậu chọn cách nào? Đi ở tù luôn. Mà thằng Đực nó đi ở tù luôn á thì con hành nó ở với ai? Con hành nó ở ở với em. Hành mà bỏ mỡ vô kỳ này là em phi nó luôn. Thầy à, thầy làm cái chức biển làng nó hơi uổng, đáng lý á thầy phải làm cái chức cai tổng nó mới đúng. Cai tổng là để mai mốt đi cậu ơi. Còn bây giờ thì Thầy giỏi quá. Dạ. nhiêu? Dạ 5 đồng. Không thêm hả? Dạ hết rồi. Trả nè. Dạ thầy giúp em đi, xong việc là em đưa hết mà. Nhớ nghe. Bây giờ Dạ lấy trước 5 đồng nha. Cho thiếu Dạ lại 5 đồng nha. Mai mốt Dạ xong chuyện là đưa luôn nha. Dạ Thôi cảm để tôi đi ơn. liền chứ để lâu nó Dạ nguội nghe cậu. Dạ Ê sĩ. Thầy thầy Ừ? À. Không lấy. Sao vậy thầy? Tiền Tự là ái chứ. có gì đâu tự ái, em chỉ kiểm lại coi thử có thừa không chứ. Đưa đây. Tôi lấy 5 đồng, cho thiếu lại 6 đồng. Dạ năm. 6 đồng. Dạ năm. Hồi nãy ngồi đây thầy nói năm. Tôi nói 6. Năm. 1 đồng tiền bồi thường danh dự. 6 Dạ 6 thì 6. nghe. Cậu yên tâm đi. Tôi Dạ chạy gặp ông Hương quản trấn. Gặp Dạ ổng trâu ổng trấn một hồi cũng thành bò. Trâu chân cũng thành bò. Thank you.
đó, ăn đi. Tôi không ăn. Không ăn rồi đói rồi sao? Tôi đói kệ tôi. Nhưng mà từ sáng giờ có ăn cái gì đâu. Giờ tôi không ăn cái gì, kệ tôi. Dạ ăn không? Tôi không ăn. Dạ ăn không? Tôi không ăn mà. Không ăn thì thôi chứ làm gì mà nạt tôi dữ vậy. Tôi biết mà. Tôi biết là người ta đâu có thương yêu gì tôi đâu. Phải rồi. Mấy người làm như mấy người thương tôi lắm vậy. Mấy người thương tôi. Vậy chứ hồi hôm nè, mấy người ra ngoài đó với cậu hai tiền làm gì vậy? Làm gì đâu. Không làm gì. Ờ. Vậy cái này cái gì đây? Cái quần chứ cái gì? Quần của ai? Thì của cậu hai tiền. Tôi biết rồi. Tôi biết lúc này mấy người không thương tôi nữa. Nhà tôi nghèo. Tôi mới về tôi ở rể nhà này nè. Từ sáng sớm tôi phải lùa bò ra tuốt ngoài đồng á. Tôi mệt tôi mới về. Tôi về tôi còn chẻ củi, gánh nước. Tôi làm quần quật như vậy đó. Mà mấy người không có thương tôi. Mấy người còn đối xử với tôi vậy đó. Thôi đến đi. Tôi không đến tôi khóc hoài luôn á. Tôi khóc tới ngày mai luôn. Ờ. Tôi khóc. Tôi khóc suốt một tháng luôn á. Mấy người khóc một tháng hả? Tôi khóc một năm luôn á. Nín đi mà. Tôi khóc hoài luôn á. Giờ nín không? Không. Nín không? Không. Hồi hôm á, cậu hai tiền á kêu tôi ra ngoài đó đi bàn cái vụ mà đốt cái chòi dở chòi đi á. Ờ. Mợ hai cũng kêu tôi ra ngoài đó để bàn cái vụ bắt cái cầu chứ bộ. Ủa? Sao kỳ vậy? Người kêu đốt chòi, người kêu bắt cầu. Là sao? Tôi không biết. Tôi nói tôi mới giỡn nha. Tôi nói là tôi không có giỡn mà. Nè, ăn đi. Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ. Ngon không? Chết rồi. Có sao không vậy? Hết chưa? Rồi. Nói nghe nè, giờ còn cái quần mình làm sao đây? Mình đem trả cậu hai tiền đi. Đi. Vòng vòng chóng mặt quá ông Biện ơi. Dạ. Hôm nay hai thầy rảnh, hai thầy tới nhà con chơi. Dạ. Nó nói mình rảnh kìa ông Biện. À, rảnh mới tới nhà mày chơi đó con. Nè, lấy nước mày hai thầy uống. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Con mời hai thầy ngồi. Nó mời mình ngồi mà nó nạt không?
Ngồi thì ngồi chứ làm gì mà lớn tiếng dữ vậy mày. Ông ngồi trước đi. Mời thầy ngồi. Truy lùng tụi nó mệt quá không biết. Nóng quá trời quá đất. Nước nôi gì đâu không thấy trơn hết trọi trời. Dạ con mời thầy uống nước. Nước nôi gì lạc nhách như là nước ốc vậy. Chua làm. Mệt quá ông Biện ơi. Mừng việc ông. Mừng. Thằng kia. Dạ. Mày đó. Lên đó đứng mày. Đứng đó. Chào. Dạ. Bữa nay mày có rảnh không con? Có rảnh không con? Dạ. Bữa nay con rảnh. Hai thầy nhờ con làm cái gì con làm liền. Nó dễ thương ghê không Biện. Nhờ cái gì là nó làm cái đó không Biện. Vậy sao? Ra nhà làng chơi ít bữa nghe. Ra nhà làng chơi. Dạ thôi. Hai thầy thương hai thầy nói vậy chứ nhà làng có gì đâu mà chơi thầy. Ra ngoài rồi biết mày. Lên. Dạ. Trói cổ nó lại. Trói cổ nó lại. Sao tự nhiên hai con. Dạ thôi. Dạ. Sao tự nhiên bắt chồng con vậy? Chồng con đâu có làm gì đâu mà sao tự nhiên bắt chồng con là sao vậy? Sao kỳ vậy? Nó nói thầy. Tự nhiên bắt chồng nó không biết. Dạ thiệt mà chồng con không có làm gì thiệt mà. Nên. Dạ. Tao đâu có kêu mày. Dạ con mới vừa nghe thầy kêu lên. Tao kêu con nhỏ này nên. Có kêu rồi nói không kêu. Dạ thưa thầy mà chồng con đâu có làm gì đâu sao tự nhiên bắt chồng con là nên. Sao? Nên. Có. Tao đâu có kêu mày. Thầy mới vừa kêu lên. Tao kêu con nhỏ này nên. Ông Biện ơi, ông Tuyển lính trang lạng tay con bực mình quá ông Biện. Sao? Mày nói chồng mày không làm cái gì hết hả? Dạ. Vậy thì cái này là cái gì? Cái gì? Dạ cái quần. Quần của ai vậy con? Của cậu hai tiền á. Rõ ràng rồi ông Biện. Quần của cậu hai tiền mà thằng chồng nó cầm ở trên tay. Vậy thì chồng mày không ăn cắp, ai ăn cắp mày? Không, trời ơi, chồng con đâu có ăn cắp đâu. Hồi sáng này nè, cậu hai tiền tới đây rồi bỏ quên cái quần đây chứ bộ. Cái gì? Cái gì? Cậu hai tiền mà xuống nhà nó. Trời ơi, nhà mày toàn là nước đáy bò, phân bò không à. Cậu hai tiền lết xuống đây. Mày lao rồi mày. Con nói thiệt đó, hồi sáng này nè, cậu hai tiền tới đây. Nè, cho con 5 đồng nữa nè. Đây. Đưa tao, đưa tao. Đưa đây. Tôi giữ chắc ăn ông Biện. Thầy Hương Quảng Chấn giữ 5 đồng của con Hành. Ghi gì đừng có ghi. Ghi vô làm tan chứng. Đóng mộc gì vậy? Thôi được rồi. Như vậy là rõ ràng rồi ông Biện. Thằng chồng ăn cắp quần. Dạ đâu có. Con vợ ăn cắp tiền. Gì đâu có. Ông Biện nhập số. Nghe nè rồi điểm chỉ vô. Chồng ăn cắp quần của cậu hai tiền. Vợ ăn cắp tiền của cậu hai quần. Ý lộn, cậu hai tiền. Không lôi thôi, dạy nó vậy làm. Bà Năm. Mấy thầy tránh ra không? Bà làm cái gì vậy? Hả? Mấy thầy. Bà làm cái gì vậy? Mấy thầy tránh ra không? Không. Không tránh ra cho xử thằng lính mấy thầy không? Không. Tránh không? Không. Không. Bà làm cái gì vậy? Hả? Đứng lại. Bà làm cái gì vậy? Bà làm cái gì? Bà đánh nó. Chứ tại sao? Vô cớ lính thầy vô nhà tôi. Đẻ cổ gà tôi. Cái gì? Ông Biện. Có. Ngồi im đó. Dạ. Bà Năm. Bà nói sao? Bà nói lính tôi bẻ cổ gà bà. Ông Biện. Có. Ông hửi giùm tôi con gà này coi. Trời ơi.
con gà này nó chết cách đây 3-4 bữa rồi. Bà đâu thừa cho lính tôi ăn cắp là ăn cắp sao? Trời bà, ơi sao? Gà của người ta còn nóng hổi mềm xèo mà mấy thầy nói. Thôi được rồi, chẳng những lính mấy thầy bẻ cổ gà tôi mà còn ăn cắp của tôi 2 cái trứng nữa. Khoan, để tôi mừng việc lính tôi trước bà Năm. Nè con. Dạ. Con có lấy trứng của bà Năm không? Bây giờ không, không có. Ờ, làm gì có? Đâu có đâu. Nó đâu có lấy đâu, bà đổ thừa nó. Có không con? Dạ không. Có. Dạ có, có. 1 cái trứng. 1 trứng nữa đâu? À, dạ hết rồi. Hết thiệt rồi. Khoan, để tôi mừng việc tiếp tục bà Năm. Nè con, còn nữa không con? Dạ không. Còn đưa cho bà đi. Để bà...